Thưa quý vị, trước tình hình dịch MERS-CoV, hội chứng hô hấp Trung Đông đang có dấu hiệu lây lan trên diện rộng ở một số nước châu Á, Trung Quốc, Hàn Quốc, Philippines, Malaysia. Bộ Y tế yêu cầu tất cả các địa phương nhanh chóng đưa ra các giải pháp đồng bộ nhằm hạn chế sự lây lan dịch bệnh đến Việt Nam. Trên tinh thần đó, chiều hôm qua 10 tháng 6, Sở Y tế Long An đã triệu tập cuộc họp khẩn cấp bàn về cách phòng chống MERS-CoV cho địa phương mình. Hội chứng hô hấp Trung Đông, MERS, là bệnh chịu hô hấp gây ra bởi một loại siêu vi coronavirus mới phát hiện được gọi là MERS-CoV. Siêu vi coronavirus là một nhóm siêu vi thông thường gây nhiễm trùng đường hô hấp phía trên. MERS được báo cáo lần đầu xuất hiện vào năm 2012 ở Ả Rập Xê Út. Quay trở lại từ hơn nửa tháng trước đến nay, MERS có mặt tại 26 quốc gia trên thế giới với gần 1.800 trường hợp nhiễm và 442 ca tử vong. Tại châu Á, dịch bệnh bùng phát ở Hàn Quốc với trên 100 người nhiễm, trong đó 9 người tử vong. Long An là tỉnh có số lượng doanh nghiệp Hàn Quốc đầu tư tương đối cao nên khả năng chịu ảnh hưởng là rất lớn. Vì thế, ngành y tế Long An đã nhanh chóng vào cuộc, triển khai nhiều giải pháp đồng bộ để ứng phó với dịch bệnh nguy hiểm này. Hiện giờ ở Hàn Quốc, chỉ trong vòng có một tuần lễ thì cái số ca tăng rất là nhanh. Và đến ngày hôm nay, theo tôi ghi nhận là đã có trên 90 ca và có 8-9 trường hợp tử vong rồi. Và hầu hết những cái trường hợp lây lan này là lây lan trong từ cơ sở y tế vào ra. Cho nên chính vì vậy công tác để chỉ đạo cho các cơ sở y tế đảm bảo công tác tiếp nhận, điều trị và đồng thời là chống lây lan, lây nhiễm chéo là một nhiệm vụ hết sức quan trọng mà chúng tôi đã chỉ đạo. Mặc dù chúng ta chưa có, chúng ta tổ chức một cái hệ thống giám sát rất là chặt chẽ, nắm bắt thông tin, rồi chế độ báo cáo, nắm bắt tình hình trên thế giới cũng như những diễn biến xảy ra ở các tỉnh lân cận cũng như là các vùng trong cả nước Việt Nam. Một cái thông điệp nữa rất quan trọng là tất cả mọi người phải biết gìn giữ vệ sinh cá nhân trong gia đình cũng như là trong cơ quan, công sở và những nơi làm việc. Tôi nghĩ rằng là cái giải pháp phòng chống bệnh là hết sức quan trọng. Và với tinh thần này thì ngành y tế cố gắng sẽ làm thế nào để không để cái MERS-CoV xâm nhập vào cái tỉnh Long An mình. Dịch bệnh thường lan truyền giữa những người tiếp xúc gần gũi. Những người bị nhiễm MERS-CoV thường có các triệu chứng sốt, ho, thở dốc. Hiện các nhà khoa học vẫn chưa xác định nguồn gây bệnh và không loại trừ khả năng lây từ thuốc giật, bởi các triệu chứng nhiễm MERS-CoV được phát hiện ở lạc đà và dơi ở bán đảo Ả Rập. Bệnh này chưa có thuốc chủng ngừa và cũng không có phương pháp điều trị cụ thể nào. Vì thế, tất cả người dân nên giữ gìn vệ sinh cá nhân, vệ sinh nơi ăn ở. Bên cạnh đó, khi có dấu hiệu bất thường, phải đến ngay cơ sở y tế gần nhất để được phát hiện và điều trị sớm.